gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Bên này gia đình mình tiếp tục trở về đồng trường thọ. Này mình theo mấy cách bắt chuột nữa. Vừa hổm rồi cắt còn mấy miếng dở dang. Bên này người ta cắt hết luôn. Mùa tỏi. Chào cả nhà. Anh liệu mấy anh em ra trước đó. Cắt hết bá luôn. Anh Bình không già làng. Liệu dính còn. Cái nước bự lắm hả? Ai vui dữ à? Trời đẹp trai luôn. Ừ. Bỏ đi cơ. Anh bằng nhớ luôn hỏi. Bự ha. Bự, bự. Để đi hồ quay, tại trong bao khó quay lắm. Bên là cái răng rổ à. Còn ngắn nước, còn cái chè. Này còn hả? Ở đó 1 miếng. Đi trên đó 2 miếng. Dưới đây rồi các nhà. Ba đồng tiền thọ bữa nay nó là hết rồi đó. Nó xuống sông rồi á Nam ơi. Chào cả nhà. Nước nhiều quá bắt chê không dính. Rồi đá nó ở đâu không chị ơi. Cái con chị nặng đầu không? Ừ. Nó đâu? Diện đâu? Liên thoại hả? Liên quần thoại hả? Tính rồi bạn. Diện đi mua điện thoại rồi cả nhà. Dạ, hai anh em đi bắt mà chưa có cây lên em. Dạ, bắt phụ anh đi. Dạ. Lên sớm không? Lên, lúc mới cắt luôn anh. À. Liệu dính nữa kìa. Nãy giờ mới được nhảy xuống rồi hả? Nãy giờ mới được nhảy xuống máy rồi hả? Dính nữa hả anh Liệu? Ôi. Nè, hồi sáng mới nấu cái món gắn xào sơ ớt mà bữa nay dính gắn bự rồi. Bữa nay là mình làm món đó đó nha.
Chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạng đi mua điện thoại rồi cả nhà. Nay đầu tư cả nhà. Cho nó sung. Sao? Sao không Lạc? Có vỏ không Già Lạc? Có vỏ lưới không? Kệ đi, mình bỏ nó được rồi. Rồi cái này đi, mình lại đặng uống nước rồi. Mà gần lộ gì mà con ra bắt chuột đông lắm cả nhà. Ta thấy đông đông mới vui, ta vô ta bắt. Tội.
Nó cắn không Hòa? Hòa, nó có cắn chúng không? Không, không cắn đâu. Quen quen chỗ này không? Ông già làng. Đấy, ba nữa nè, à, gặp ba nè. Già làng, bồ tỏi. Á trời, nam, thánh liễu. Mở đó ngoài. Chứ cái con dưới giò. Khoan khoan khoan, không giờ làm con quay cái này chứ. Mới đây mà dậm tới bấy cái này nè. Ủa có con cá đâu mất tiêu trời. Cá bụi. Ồ. Cá trên lưới heo. Già làng bẻ rau càng cua. Già làng. Trên video nè mình cũng thay mặt nhóm của em Dạng và gửi lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã qua xem video đăng ký ủng hộ em thì gia đình mình cảm ơn cả nhà nhiều lắm.
quá bé ơi. Ra trước anh hiểu, ra trước bự kìa. Quá giỏi bé ơi. Dính rồi. Chạy không nổi nữa nè. Dính chục bự nữa. Trời này chắc chút bị mưa. Đèn quá. Ở đây hôm nay bị bão số 3 chứ. Chuẩn bị bão số 4 á, mưa hoài luôn. Bự là bự. Dính không? Quá chậm rồi. Cái nước còn nữa má ơi. Cái nước còn nữa. Ở đâu được? Rồi. Đây nè bự. Chưa dính. Có lắm. Dính ngay giò bầu tỏi đó. Nè. Đâu nè. Má cắn giật cái đầu kìa bóp. Chưa. Dính tiền con này. Một con rắn nữa.
Cái đá không? Cái đá mua đây nè. Chuột bữa nay cũng có lý nha. Mưa 5 gram nữa. Gà bên đây. Ô gà qua luôn rồi. Bự. Vô lúa đi. Vô lúa rồi. Ra chả nhóc luôn rồi kìa. Rồi ăn đám mưa luôn. Nó ra tại đường xa quá, nó ra giữa giữa ha. Rồi hết lục rồi ông già làng ơi, bén lại rồi đó. Tính đo luôn đi già làng ơi. Hết luôn. Để xuống cái này ra nữa, Nam bắt chả nữa kìa. Bữa nay nhiều lắm nè nghe, nó dồn qua đây á. Mắc rồi. Giữa nó ưa ra giữa dài quá.
ế là bồ tỏi ơi. Chim chim. Ôi hai ba con nó nhảy luôn kìa. Nó kìa nó chạy kìa. Nó vô lần đó hết trơn rồi. Ngay chỗ đó hai con. Đây nữa nè. Liệu. Trước có hai con nữa kìa. Trước chỗ nhỏ đó hai con. Ô hai con luôn. Khoan nha. Ra hai con lận cưng bắt dính con rồi đó hả nhóc quá chỗ này ra hai con liệu dính con hả cầm lên ba rồi bồ tỏi dính nữa kìa cho anh bình đi cho anh đây mình chạy không kịp nó chạy ra hai con nó chạy bang bang vậy con hả con nó dội sao nè trơn rồi còn nữa hết hồn cái giò có cảm biến ra ra chuột hay gì quơ ngang biết chuột nằm đó vậy có cảm biến ra ra chuột hả còn nữa đó nghe nó dội ra làm sao còn bao mưa dữ nữa cho giết hoài lắm theo ơi vô quạnh á được không chịu lại nha bồ tỏi đứng đầu đặng làm hai con anh liệu làm ba con chuột ngủ đưa đầu lên nè khúc này còn sót là sót khúc này nè chẳng có đánh con nữa quá trời nó mưa
bà. Tôi đổ lấy chân luôn. Đó. Bên giết được luôn. Người dính con nào không? Nãy giờ anh nhằn hoài với anh Bình. Không. Chạy quá chạy. Chạy ngang biến chạy lắm. Anh không la nó cho nó đứng lại, nó chạy anh la gì nè. Đứng lại, đứng lại. Hắn liệu la là đứng lại đó. Chạy ra ngang thấy có gã cao lắm biến đuổi lắm. Ừ. Cứng ngay trước đi Phương. Hồi nãy ba chụp gì hết. Còn sao chùa mới vậy? Mưa tới nè anh liệu. Ta chạy lại đó, 20 người, 20 cái chứ luôn. Đầy lòng chưa? Bộ tỏi. Kìa, anh xin em. Mưa à? Kiếp chỗ nào chú? Sao dở bộ tỏi? Rồi, đầy lòng nữa cả nhà. Gắn cũng 4-5 con. Giờ mình kiếm chỗ nào trốn cái đi, qua mưa tính. Mưa đâu trốn? Mưa tới rồi đó. Mấy mày khói đèn kiểu đó là không khoảng. Kiếm đường chạy đi. Về nhà thánh liệu đi. Về nhà thánh liệu nấu ăn cái rồi nếu mà chương trình nếu không tiếp tục được thì mình lo bên khâu ông cụ bà cụ cho rồi. Quyết định vậy đi. Này, bữa nay mình cũng nhiều đồ ăn nha, cà đàm với con cá chê kêu bằng gì ông già làng, là kho mặn ngọt với con cá lóc nữa là kho mặn ngọt. Cái này là tỏi, đây là kho mặn ngọt nữa. Cái này là tỏi, cái này là liệu mẹ. Thì gắn thì mình kho xả ớt dọn cho gọn lên đi. Hôm nay mưa gió quá cả nhà, mình về nhà của thánh liệu nấu ăn cao. Sao đi đổi ra anh em? Gắn bự quá chừng ha. Nồi cơm ok chưa bồ tỏi? Còn nào. Ừ, nồi cơm nhỏ vậy. Nguyên liệu nửa nồi. Hôm nay kẻ mất nè. Em bắt là gắn hồ hèo à, thấy nó bò ra ngớp. Lẹ. Mà đâu bằng mấy gắn hôm nay mình bắt hai gắn kia đâu. Con bồ tỏi bắt với con của thánh liệu bắt bên đồng Phú Tân á. Hai con đó dữ dằn đó. Chuột đồng nấu cơm mẹ. Mua rau thử là mở tỏ. Mà nấu xong có cái nồi xong có Mỹ Lan cho. Gắn bầm xong nó ngon. Mỹ Lan đâu? Mỹ Lan qua nhà bà. Có kêu qua chưa? Chính rồi nè.
bữa nay chuột bự sao? Ăn bún bự. Hả? Quá chơi ăn bún bự con mẻ nè. Để mà tôi qua bản nó kia bả. Mắc cỡ. Mắc cỡ à? Mắc cỡ dữ chưa? Mắc cỡ dữ chưa? Được chưa? Thì chào với tôi Tiên. Rồi cái đó đó, khách liệu bước vòng qua đi. Tôi phi đổi kia, tôi lấy tỏi nhé rồi tới tôi liệu. Còn cái tỏi này vô hết không đi? Không, cái này phi. Phi rồi múc cha mở, chưa con rót mở nó sao? Mình không có thể. Bên đây chị làm mũi à? Ở đâu rồi? Con đi chết rồi. Thảo cua kho rồi. Mỹ Lan. Thảo cái nhà. Mỹ Lan nhỏ. Mỹ Lan đi đi vô trường có cái áo cho của nhà trường phát luôn hả? Đó. Trường mầm non của nhà. Nào. Mai Anh. Vô. Giang bình luôn. Bình luôn. Tới công chuyện nữa rồi. Muối có sẵn đó. Muối đồng. Cái này mới bẻ bông bóng. Hết rồi. Vũ ơi, bữa nay chụp con mẻ anh Vũ ơi. Chừng nào cái giò của anh nó lạnh thì nhắn cho tụi em hay nha. Tụi em đang đợi cái giò anh lạnh đó. Thu xếp qua nhà bà cụ xong á thì chắc lên anh Vũ chiến cả nhà. Thì hôm nay cũng nhớ anh em cũng nhớ anh chị rồi. Nhớ ngồi cát qua lạ. Làm nhà bà cụ xong mình đi. Đó, cái này nhà bà cụ rất là đỡ luôn. Luôn đỡ ba làm ba ngày. Ở cả bảy nhân là quá nhiều rồi. Thôi mà. Hai. Hai đâu? Hai đi nhà rồi. Hai bên hai nhà rồi. Bên đây em quên đi kêu anh Hai hoài. Hai giờ đau ở nhà nghỉ nữa. Vậy anh Hai quá. Tại nó điện uống. Cười trái luôn đó. Cười kia là mấy cái nhà giống hỏi luôn nha. Dạ. Mấy cái nhà. Ủa ông già làng không có nhập tiệc ổi hả? Già làng. Không đâu rồi. Anh ba tới hả? Con không liệu thấy hả? Xấu rồi. Vô anh Hai. Anh Hai nhà. Gắn xào sợ ớt. Sơ cái anh ăn bình. Được cô mẹ. Sao cái đó xôi ta? Hơi nhiều quả chừng này. Cái này nó ngon dữ này, đi trời mưa lạnh lạnh về ha. Cơm nguội anh Bình. Bây giờ mình không có cơm nguội, cơm nóng đi. Bữa nay mình được 3 món ha. Chuột cơm mẻ, gắn xào sả ớt. Còn nữa nè. Lấy nữa. Thấy ngon rồi đó, rồi kho. Quá trời. Cơm mẻ là nhà nồi với tỏi á. Trời ăn thử chén á. Bấm muối ớt đi. Quá trời hồ bữa nay. Anh Vũ ơi, bữa nào xuống cho anh Vũ nấu cơm mẻ rồi. Cái món cơm mẻ cho đãi anh chị nè. Xuống trễ quá là vài bữa bắt chuột hết được. Biết sao không? Tôi xạ anh tôi thuốc hết rồi. Thôi, vô nhập tiệc đi. Cái gắn nó vô luôn chưa hả Liệu? Còn chén miễn bên đó hả Liệu? Dạ. Bình. Được nhắn là em tẩm. Được nhắn là em tẩm. Hôm qua cái món này ngon. Được lấy em luôn. Chén. Ý, gắn nút con lươn hay vậy? Chén. Đó, ừ. Chén.
Em để mình lấy anh qua là có xài qua bài à. Xin lấy. Càng cua cái này núng mà do càng cua với gầu nhúc. Ủa buổi chiều có đi làm không mấy bạn? Bữa nay nghỉ đi. Đi ngủ nên đi rồi. Đúng là cơ tốt. Đúng rồi. Mấy tuổi chia đi. Tán, cả lắm tán, phải không tán. Ta. Thôi giờ. Cần tắt bảng không ta? Được rồi, đâu có sao đâu. Ờ, sao? Nhà liệu giờ có chim kêu quá trình không? Đã rồi. Con bé tới sáng á. Từ lỡ em kiếm đó. Có chim con rồi đó. Một con tao đó. Ủa, chim gì ở dưới. Thôi, nhập kia đây. Thôi. Mẹ cái nhà chim con với anh em nha. Mời cái nhà chim con luôn nha. Mời cái nhà chim con luôn nha. Mời nhà chim vợ luôn nha. Ở cái nhà ăn cơm nha. Còn Mỹ Lan mời cái nhà ăn xôi luôn nha. Mời cái nhà ăn xoài nè nha ơi. Chuột tôm mẻ bữa nay ngon lắm Mỹ Lan. Trắng phiếu luôn. Ngon thật. Ngộ ha, chuột tháng này mình bắt nhầm đồng nó mập mỡ không còn nhầm tổ thì nó mỡ không á. Như cái đồng này chuột mỡ cứng hết trơn nè. Có bữa hỏi mình bắt cái đồng nào đó không có mở nha. Còn mở lên rồi đó. Mở lên, mở hết. Còn mở. Rau càng cua với rau nhúc. À, bữa nay đồ ăn quá trình. Hai đứa ở kiếm chuyện. Nó hoài đó. Lại tới tối. Hả? À. Chuột ấy. Chính rồi đó Mỹ Lan. Cái đó ăn chuột đó. Chuột đúng rồi. Nghe nói chuyện coi. Đúng rồi. Gấp gấp chuột con mẻ đi anh liệu. Mình cho nước mắm rồi. Cho muối ớt gì đó. Bồ tỏi. Chín rồi. Mời anh Vũ luôn anh Vũ ơi. Mở. Em mời chị Kim Cương không chị Kim ơi. Mời anh cùng mời anh hai à. Mời anh hai hả? Mời anh hai. Mời anh hai. Mời anh chị luôn nha. Nam và nam với lại bò nguyên chân. Gấp nam, gấp mời anh hai nam. Gấp cơ mẻ kìa. Anh hai ơi, thịt chuột nè anh hai ơi. Dạ. Thịt gán. Ông giờ làm cái đùi bự bự đi ông giờ làng. Ở nhà làm miếng đó anh hai á. Giờ đau. Giờ đứt hôm qua. Sáng hello, mời anh hai được ha. Không đi được, nhà buồn hiu à. Anh hai luôn. Hồi sáng rồi đi theo, nó thôi giờ đau thôi ở nhà đi, bữa đi. Đi theo thì đi không kịp rồi xình lắm rồi đợi không được rồi đi rồi tám tuổi được tám tuổi nữa tắt rồi đây cầm giỏ mấy hồi nghĩ bữa đi mai ở đây rồi ăn mới đùi lắm không nóng quá nóng hổi chuột mình bắt là con chuột nó còn sống rồi mình về mình làm tươi luôn ăn nó ngon hơn con chuột mà bán ở ngoài chợ tao đông đá mời cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với gia đình mình luôn nha. Nay tại mưa gió quá anh em chạy về nhà của Thánh Liệu nấu ăn đặng chút nữa anh em
thì mua vật tư cho nhà của ông cụ bà cụ cả nhà ơi. Nhà thứ ba. Nhà thứ hai này của nhà thứ ba nhà không hiểu. Chuột nó có mẹ luôn Đạt ơi. Ừ, nó lại giống với mẹ Đạt đó. Không biết nó biết ăn không. Trời ơi. Nó hết rồi. Những nào lên làm món. Nó lọt tắt lại một chút. Wow. Sao em không? Cá này chú gì ạ? Ngon bà hộp mới đó. Nó bận chơi chơi gì nó không có thương hết không? Quên quên. Quên. Chia sẻ. Phải chia sẻ phải không? Cảm ơn anh. Trời lông tai bệnh lông hô. Thử cái kim nữa. Em cứ tự nhiên em. Tại em ngồi xa quá. Em tự nhiên em. Em chơi với anh rồi. Không nghe không? Nhìn đấy. Nay là trễ chút nữa sao quay được cái video trời. Không ai. Anh Bình á. Anh Bình á, hai vợ chồng nó biết tới đâu à. Anh Bình điện hỏi không em. Sáng mà mưa làm video luôn. Anh tính nhắn rồi ơi. Tôi làm tới ngủ quên ngậu hôm 2:11 rồi mấy rồi tôi còn thức. Khuya 3:30 thức dậy tôi làm sớm đó. Anh không kịp á. Không kịp. Trả lời bình luận đồ trễ là do mình quay không nổi á cả nhà. Mình làm không kịp. Nên có hơi sót trả lời bình luận không kịp. Chứ làm quá trời nó quay rồi ngày kia rồi cái điện thoại nó pin nó không sạc không kịp luôn. Con miếng hồi sáng cắt được hai con chuột kìa. Miếng đầu tiên á. Tôi bắt được con, em con em bự, nam con. Hai con. Chứ còn cái chê. Cái chê em bắt được con. Đó, cái chê đó. Em bắt chuột được 3 con. Canh con. Con nhỏ bắt cái chê được. Chuột bữa nay béo ghê trời. Nhỏ quá. Người chuột từ đây sắp đi mập nữa nè. Chắc vẫn còn mập nữa nè. Ừ. Giờ nó không phải nhiều đó à. Vậy, giờ mập đó. Nó mập hoài tới luôn. Ừ. Mà hôm qua vậy, hôm qua hôm kia trời quấn con nó tôi sợ tới bây giờ rồi. Cái con chuột là từ con em bắt mình lắp vụ lúa này lại nè cả nhà. Là bắt đầu nó phá dữ thần lắm. Con chuột lứa nhỏ 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 nó lớn lên đó. Ở đó nó phá dữ. Lúa nhỏ qua lúa xạ đó bộ đổi thấy không? Cái nào cái gò lại cắn không gọn trọng luôn á. Bởi chủ ruộng người ta tốn tiền dặm lúa là tốn nó đó. Chuột nhỏ nhỏ còn nó kinh cái là nó phá vô đúng không? Nó kiếm ăn. Nó đam. Ừ, em cua. Biết làm sao mà chuột này nó không hết không? Nó ở mấy cái địa hình mình bắt không được nó. Nên cái hang đó là cái hang cố định nó đẻ quanh năm chút tháng được. Rồi nó gầy giống ra hoài. Không hết nó nổi đâu. Bắt nữa nó vô vô gốc cây gốc bì tùm lum. Gốc cây bự bự làm gì được nó lộn nó bự lắm. Nó lộn má hơn nó có là cỏ sóc. Đó bỏ thôi thôi nha cục được rồi hả cục được cục không hả nha. Ừ, em còn đầy chén nè. Em đầy chén nữa không chào ăn. Tươi đấy. Nè. Good. Nè em ba. Vô. Vô. Mạnh mạnh lấy hết tôi từ từ. Nè xin. Đại chén luôn nè. Cũng được rồi. Anh Bình nặng.
giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Giờ video của gia đình mình chắc xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Còn nữa. Chào. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.